Tất cả đã phải cúi chào trước Oliver Chipu. Và xin chào quý bạn và quý vị, chúng ta quay trở lại với bài so sánh hiệu năng giữa chiếc Huawei. Đây là chiếc Nova 2i hay tiếng Việt chúng ta gọi là Nova 2i, và đây là chiếc Redmi Note 4X cũng như là chiếc Xiaomi Mi A1. Cả ba sản phẩm này đang được lòng người tiêu dùng vì cấu hình tốt, giá hợp lý, và chiếc máy này các bạn thể tham khảo giá bán tại website của Xiaomi. Các bạn có biết không, cả chiếc Redmi Note 4X chính hãng hay Mi A1 các bạn sẽ tặng voucher mua hàng giảm giá trực tiếp vào giá bán luôn. Nên anh em hãy truy cập vào link ở bên dưới để xem sẽ được giảm bao nhiêu và có thêm quà tặng các bạn. Và lưu ý mức giá của các sản phẩm này đều ở phân khúc giá là dưới 6 triệu đồng. Rồi, như vậy là ba máy của mình khởi động lên. Và các bạn thấy là như đầu video chúng ta đã test thử là nó sẽ không có ứng dụng chạy nền. Mình sẽ cùng nhau so sánh hiệu năng của những chiếc máy này như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ cho các bạn xem cái sức mạnh về cái điểm số mà mình chấm được bằng phần mềm Geekbench. Cái con chip ở đây thì hiệu năng nó sẽ như thế nào, và ở đây đối với lại cái chiếc Redmi Note 4X và cái chiếc Huawei đây, mình sẽ thấy điểm số đều đơn nhân đều tầm khoảng là hơn 800 và đa nhân sẽ rơi sấp xỉ 3000. Nhưng không biết bằng một cái phép thần thông quảng đại kiểu gì, chiếc Mi A1 ta có cùng có chip Snapdragon 625 mà điểm số ở đây chấm lên 4200. Vâng, khá là bá đạo. Và mặc dù các thông số ở đây là con chip chúng ta sẽ đều có xung nhịp là tốc độ 2.02G. Đó, và đối với chiếc của cái vi xử lý đến từ nhà sản xuất Huawei sẽ là con chip của nó xung nhịp cao nhất sẽ là 2.36G. Tiếp theo là bài test về điểm số GPU. Thì điểm số GPU cho thấy cái chiếc Huawei Nova 2i sẽ có điểm số GPU là khoảng 3000, của cái chiếc Redmi Note 4X sẽ rơi vào khoảng 3300. Và đây mình sẽ kiểm tra một lần nữa với điểm số của AnTuTu. Điểm từ AnTuTu cho thấy cả ba chiếc máy này đều sẽ xấp xỉ vào khoảng 60.000 cho đến hơn một chút xíu. Trong đó điểm 3D thì nhận ra đây chính là thế mạnh của con chip Qualcomm Snapdragon 625 với 3D được 12.000 và gần 13.000. Trong khi đó điểm số 3D có được trên cái con chip Kirin mà đang sử dụng trên cái chiếc Nova 2i này sẽ chỉ có xấp xỉ 10.000, và đặc biệt là trong cái phần khung điểm 3D của nó thì đều bị thua kém hơn so với con chip Qualcomm Snapdragon 625. Và để kiểm chứng một lần tiếp theo thì mình có sử dụng phần mềm đó là 3D Max. Và các bạn sẽ thấy ngay ở đây, điểm số này 3D ở trên cái phần mềm 3D Max đã tiếp tục khẳng định được là con GPU trên cái chiếc Qualcomm Snapdragon 625 mạnh mẽ hơn so với lại GPU Mali đang có trên cái vi xử lý Kirin của cái chiếc Nova 2i này. Đấy, các cái không thông số về FPS trong quá trình chơi game và tổng điểm của cái chiếc Nova 2i sẽ thấp hơn so với Redmi Note 4X cũng như là Mi A1. Rồi, đó là những cái con số trên lý thuyết các bạn, và bây giờ mình sẽ lý giải tại sao con chip này được nhiều người ưa thích đến như vậy. Đó chính là về sức mạnh của CPU. Mặc dù trên điểm số lý thuyết có thể tương đồng hoặc là thấp hơn, nhưng Nova 2i thì trong quá trình test game thì nó có khả năng tải game ứng dụng rất là nhanh. Như trong cái livestream hôm nọ mình chia sẻ các bạn, đó, nó đã tải game xong và nhìn hơn một chút xíu. Nhưng đây là những cái game rất là nhẹ, và chúng ta sẽ đi đến những game nặng cho các bạn thấy được sự khác biệt này. Đây là cái tựa game Asphalt 8321. Với Asphalt 8 thì cái sự khác biệt của ba con chip này sẽ thể hiện một cách rõ ràng. Mặc dù trên lý thuyết thì Snapdragon 625 sẽ mạnh tương đương với lại con chip Kirin này, tuy nhiên thì khi mà mình tải game thì con CPU của cái chip Kirin này thì rất là nhanh. Nếu các bạn có thắc mắc tại sao thì đơn giản vì chip này Huawei tự làm, họ tự làm ROM. Nó giống như kiểu iOS vậy, họ có thể tự tối ưu hóa được cho cái sản phẩm mình tốt hơn. Đó, và đây thì các bạn thấy là khi chúng ta chuyển trong game thì của chiếc Nova 2i sẽ mượt hơn khi mà chuyển các cái cảnh tải game như thế này. Đó, bạn thấy đây, phản hồi của chiếc Nova 2i ta khá là rõ rệt, khác biệt so với chiếc máy còn lại. Tuy nhiên thì khi mà mình load game vào bên trong thì mình sẽ cho các bạn thấy là các bạn phải lựa chọn nhanh hơn, nhưng mà sẽ chơi game có thể không tốt bằng, chậm hơn một chút nhưng chơi game sẽ lâu hơn. Đó, nó cũng như kiểu tiêu chí chọn bạn trai các bạn nữ vậy, nhanh hơn. À rồi đấy, ra luôn rồi này. Các bạn thấy là Nova 2i rất là nhanh, cực kỳ nguy hiểm. Và trong khi hai sản phẩm còn lại vẫn đang load game, nhưng các bạn nhìn này, khung hình khi chơi game cảm giác sẽ bị tụt và nó sẽ hơi giật nhẹ, nó không được mượt như hai chiếc máy này. Hai chiếc máy này khi vào game thì chuyển cảnh của nó cực kỳ là rõ ràng, tốt và rất là mượt. 3D của nó thể hiện đâu ra đấy, khúc nào là khúc đấy chứ không phải là các vòng là như nhau. Và đây thể hiện một lần nữa thì các bạn là cái tựa game đó là Dumb Way to Die. Thì những cái trò này nó cũng lốt tầm tầm với nhau thôi. Phải nặng như kiểu Asphalt 8 thì mới thể hiện được đẳng cấp của ba con này nó khác nhau cái chỗ nào. Và đây là tỷ lệ màn hình 18:9 mới này, nó sẽ có một cái dải đen như này đó. Với những tựa game kiểu này thì chênh nhau rất ít, phải thực sự nặng như kiểu là Asphalt 8 cơ. Và đấy là mình đã lý giải cho anh em về cái việc là con chip này thì nó hơn con chip Qualcomm Snapdragon 625 ở chỗ nào. Thì câu trả lời đó chính là việc nó hơn vì cái tốc độ tải game là nó nhanh hơn một cách rõ rệt đối với những tựa game nặng. Nên các bạn hàng ngày trải nghiệm trên chiếc Nova 2i sẽ cảm thấy nó khá nhanh, nhưng mà khi vào game chơi những tựa game nặng 3D thì nó sẽ không tốt bằng so với lại những cái con chip của Qualcomm. Thì cái vấn đề này là muôn thuở rồi, kể cả chip Samsung tự làm CPU có nhanh nhưng mà chuyển sang phần GPU vẫn sẽ thua những cái con chip của Qualcomm. Rồi, đó, như thế là trong bài so sánh ngày hôm nay mình đã lý giải cho anh em những cái điều khá là
khuất mắc, những cái điều mà vén sau vén lên màn bí mật mà 500 người mà chưa biết. Rồi, phần đa nhiệm thì chắc là sẽ không quá quan trọng lắm. Vì mình test thử thì đa nhiệm mấy con này thì nó cũng xem nhau. Con này vẫn sẽ kém hơn so với cái chiếc máy thuần Google một chút. Còn riêng cái cỡ đang chạy ROM UI thì không có cửa để so được rồi. Rồi, ta sẽ đi đến tiếp này. AnTuTu đang ngon. 3D Max. Tốt. Rồi. Hay quá. Một chiếc máy thuần Google nhưng vẫn sẽ chịu thua một chút. Alpha 8 thì sao? Rồi, như thế là các bạn thấy là về cấu hình phần còn lại của các máy này thì đều có sự tương đồng, chúng ta đều lựa chọn là có thể là màn Full HD hay là chúng ta sẽ có 4GB RAM tùy theo các bạn. Hiện tại thì cái chiếc Huawei này đem lại cho mình cái trải nghiệm về cả đa nhiệm các thứ thì khá là tốt và ấn tượng. Như thế là tóm gọn lại, nếu 3 tiêu chí về hiệu năng quan trọng nhất cho bạn là CPU, GPU và khả năng đa nhiệm thì Huawei đạt được 2/3. Nhưng nếu các bạn thực sự cần khả năng chơi game thì tất nhiên mình vẫn sẽ khuyến khích các bạn mua những chiếc máy có sử dụng con chip Qualcomm Snapdragon. Và anh em có thể tham khảo giá bán của chiếc Mi A1 cũng như Redmi Note 4X ở phần mô tả hàng chính hãng tại Xiaomi.net. Sẽ có tặng voucher mua hàng trừ thẳng vào giá cho các bạn để có thể dễ dàng mua. Thì giá trừ bao nhiêu anh em xem ở bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài so sánh chi tiết tiếp theo.